đang tới ao nuôi của anh Họ, chủ nhiệm hợp tác xã. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh sử dụng cái vi sinh Naturen A của tập đoàn Tân Huy Hoàng. Thì mục đích đó là ổn định màu nước, phân hủy một bãi hữu cơ, cũng như là giảm thải cái khí độc trong ao, làm cho tôm khỏe và phát triển. Và giờ là tôi ra thăm ao anh nhé. Bao nhiêu? 600 ngàn. À, ngày mai mình sang. Thế bây giờ anh phải diệt cái tàu xe nhai đi sang. Dạ. Chứ diệt cái. Còn anh, trước khi những cái gì? Nó cũng hơi nhỏ một tí nhưng mà cũng được. Con này đều á. Đều. Đều đó. Từ từ nó phát triển. Rồi, ok. Giai đoạn đầu thì quan trọng là mình giữ được cái tất cả các tàu hết là sáng. Không dùng được, ra ngồi đẹp. Nhưng mà một cái đứa xanh anh chỉ như này. Anh đi ra bằng năm ngoái là 25 giờ là vua xử lý một hết. Nhưng mà năm nay thì có một số cái anh hạn chế nó chất. Nhưng mà... Giám đốc đi trên là mình đã nói chắc nhá. Cứ chiều lại đánh 2 gói cho theo là đánh 3 ngày liền chứ. 3 ngày liền. Dạ. Okay. Đánh nó chắc nhá, đánh nó chắc không lấy diện hết đi trên lửa. Ok, anh có thể là 2 gói sau đi. Nếu cái đánh nó chắc thì khoảng qua 24 tiếng hoặc 36 tiếng anh mới đánh lại. Cái không anh đánh chung là anh nghiệp hết tuy sinh là phết tiền. Hôm nay và tối mai cũng đánh luôn nha. Đánh từ chẳng biết đâu hôm nay. Xong rồi còn 7-8 giờ tối á, họ nước nước ngọt xong rồi tạt đều. Cái này ừ, không cần, không cần. Bây giờ tôi làm một bình á. Thứ 2 bình một lòng tạt, 1 3 nghìn. Cái vi sinh mà nó hoạt động mà nó hoạt động mà bán thì bao nhiêu? Thì bạn em là chuyên về thảo mộc với lại vi sinh chứ không có gì hóa chất. Môi trường bây giờ xấu đánh hóa chất nữa là không được tập không. Làm phân hủy nhanh các chất hữu cơ, giảm nồng độ khí độc NH2, NO2, H2S và đặc biệt đó là cải thiện chất lượng ao nuôi. Đây bà con nhìn này, cái mô hình họ đang thực hiện. Anh là một trong những nông dân đạt danh hiệu nông dân xuất sắc năm 2022 toàn quốc. Đây là cái mô hình của anh, rất là rộng. Bà con hãy nhìn để có thể học tập. Hiện tại đang sử dụng Naturen A của Tân Huy Hoàng để diệt cái tảo này. Đấy, đấy. Đây là cái xi phông, xi phông ra đây. Xi phông ra sử dụng đây. Rất là rộng, rất là thanh thang. A của anh đang chuẩn bị để anh sang tôm. Rất là rộng. Đây là nước để chuẩn bị đây. Đây là khu vực để chuẩn bị sang ao tôm này. Rất là đẹp. 1 ao, 2 ao, 3 ao, 4 ao, 5 ao, 6 ao. Đấy. Rất là tuyệt vời không ạ? Nhằm giúp cho bà con thành công trong việc nuôi tôm, tăng năng suất, sản lượng và đặc biệt đó là tăng được cái lợi nhuận lên cho bà con. Thì toàn Tân Huy Hoàng luôn có những cái dòng thuốc về thảo mộc, tôm có hỏng hay không, không kháng sinh, giúp cho tôm khỏe mạnh, quá tuyệt vời, tăng size nhanh, tăng cân nhanh. Bà con hãy liên hệ ngay với tập đoàn Tân Huy Hoàng phía dưới để chúng tôi kỹ thuật đến hỗ trợ tận ao và đưa ra những cái phác đồ điều trị nhanh nhất, chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Không quên bà con hãy nhấn like hoặc subscribe để đăng ký kênh này. Trong vài ngày tới, trong 3 ngày tới tôi lại tiếp tục quay lại ao và đưa ra cái dẫn chứng cho bà con thấy được cái hiệu quả sau 3 ngày. Sau 3 ngày chúng ta sử dụng cái Naturen A.
diệt táo của Tân Huy Hoàng. Thank you.